Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2023, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp diễn hình thái thời tiết ngày nắng với cường độ mạnh. Về chiều, tối, khả năng có mưa rào và dông rải rác. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 32-34 độ, độ ẩm 78-83%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 31-33 độ, độ ẩm tương đối 75-81%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 31-33 độ, độ ẩm 80-85%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 7 năm 2023, nước lớn, mức cao nhất 355 cm vào lúc 8 giờ và nước ròng, mức thấp nhất 150 cm lúc 1 giờ 30 phút.